Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGrup Claim một top cần có ký hiệu là IFEU. Thì hiện tại dự án này nó đang trong chương trình bán hàng VSEL nữa bạn. Với giá là 0.05 BNB bằng 2 top cần IFEU nữa bạn. Giá khá là cao luôn các bạn. Thì dự án này sẽ list trên CoinGecko và CoinMarketCap và sẽ list sàn PancakeSwap nha bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, mở trình duyệt với chút wallet của mình ra nha bạn. Sau đó các bạn chọn vào đi app nè. Các bạn dán vào nè. Các bạn cần có một chút phí mạng BNB Smart Chain để làm phí ga nha bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn chọn một claim airdrop nè. Còn đây thì bạn nào muốn mua thì buy nha bạn. Mình cũng khuyến khích các bạn mua VSEL của nó. Các bạn bấm kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn là 0.00056 BNB khoảng 0.2 đô các bạn. Các bạn chấp thuận nữa bạn. Rất là rẻ luôn các bạn. Rồi các bạn vào trang ViewScan để kiểm tra nè các bạn. Trang nó xanh chưa. Ok, đã sẽ mất thành công các bạn. Sau đó thì các bạn copy địa chỉ của mình thôi các bạn. Rồi các bạn gõ từ khóa là BC Scan các bạn. Chỗ này mình khuyên các bạn nên claim dự án này các bạn. Rồi các bạn dán con chắc của mình vào đây nè các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Mình thấy tổng cung của nó rất là thấp. Rồi chưa các bạn, để coi gì. Ok, nó đã về được một token có hiệu là IFEU rồi bạn. Tổng cung của con này có 15.000 token các bạn. Rồi các bạn copy con chắc của nó nè. Tổng cung khá là thấp luôn các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Nếu không có thì các bạn tự động thêm đồng tiền mã hóa vào các bạn. Rồi tên ký hiệu này nọ thù. Tên là U.Valency nè các bạn. Các bạn sao chép nè các bạn. Ký hiệu là IFEU số token là 18. Tên là ký hiệu là IFEU nè. Rồi tất cả các bạn bấm làm xong nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được một token có hiệu là IFEU nữa các bạn. Tổng cung gì đâu mà thấp chứ ta. Có 15.000 token. Đây các bạn. Website của nó nè các bạn. Rồi dự án này rất là minh bạch nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim một token IFEU đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.